Cho con mình điện thoại chụp ảnh cho bố. Chào mẹ. Xác định H1, H2 thì ta dùng cái công thức của dòng chảy qua lỗ như bình thường thôi. Q sẽ bằng nguy không, là nguy không là thể hiện hệ số lưu lượng ở trạng thái ở cái lỗ co hẹp hoàn thiện omega căn 2GH nó tính ra H1 H2. Ý 2 này, để H2 bằng 0,5H1 thì chúng ta so sánh cái hai cái biểu thức của H1 H2 như này thôi. Từ đó rút ra được cái mối quan hệ giữa D2 và D1. Rồi tính ra D2 như kia, đúng không?
Bài hai thì ta cho lưu lượng nước chảy vào bình và quy. Từ bình thì nước được chảy ra ngoài, ra môi trường không khí qua hai lỗ có đường kính bằng nhau là D0. Một lỗ ở dưới đáy, một lỗ ở trên thành cách đáy khoảng là E. Yêu cầu xác định cột nước H0 ở trong bình, cho biết dòng chảy qua lỗ quay hoàn thiện. Hỏi thứ hai thì là áp suất trên mặt thoáng là P0, 0,8 A, tức là cái bình nó sẽ là bình kín.
Ở đây cái bài này ta gọi cái lưu lượng qua lỗ ở đáy là Q1 và lỗ ở thành là Q2. Đây thì mối quan hệ giữa các cái lưu lượng sẽ là lưu lượng thì bao giờ nó cũng tuân theo cái luật cân bằng hay là bảo toàn lưu lượng, đó là lưu lượng vào sẽ bằng lưu lượng ra. Đây lưu lượng vào là Q thì ra sẽ là Q1 và Q2. Q bằng Q1 cộng Q2 rồi, cái này thì rất đơn giản đúng không? Thứ hai là chúng ta sẽ viết cái biểu thức Q1 và Q2. Rồi đi giải. Đi giải thì đây là phương trình căn thức thì sẽ có nhiều cách. Bạn đã học rồi. Có thể là cách đặt ẩn này. Hoặc là cách thứ hai là không đặt ẩn thì bình phương lên thôi. Cũng giải hết.
Còn Y2 khi mà thay đổi áp suất trên mặt thoáng về không bây giờ là 0,8 A. Vậy thì sẽ là phải là công thức Q bằng mu omega căn 2GH0 cộng với lại P0 dư, tức là P0 trừ PA trên gamma. Vậy nó là sẽ là H0 trừ 2. Giải tương tự như bên trên thì ta sẽ được cái H0 sẽ phải tăng thêm 2 mét thôi.
Bài số 3 này. Bài số 3 là nước chảy từ bể A sang bể B qua cái lỗ của đường kính D1. Giờ lại chảy từ bể B ra ngoài với đường kính D2. Ở đây nước được cấp ở bể A bằng một cái lưu lượng là Q. Từ bể A sang bể B thì nó bị chênh đoạn là delta H. Của nước ở H2 thì mặt thoáng đến lỗ là H2 đấy. Yêu cầu xác định cho Q này, cho D1, D2. Yêu cầu xác định H2 và delta H. Và yêu cầu xác định đường kính D2 để H2 bằng 0,5 H1. Đây, theo cái cân bằng về lưu lượng thì rõ ràng là chúng ta sẽ có ở bể A thì vào là Q, ra là cái Q qua lỗ của đường kính D1, ta gọi là Q1. Như vậy Q sẽ phải bằng Q1. Còn bể B thì vào là Q1, ra là Q2. Vậy thì Q sẽ bằng Q2, Q1 bằng Q2. Nghĩa là quy bài quy như nhau. Bây giờ ta sẽ phải viết biểu thức của Q1, Q2 tính nhé. Với cái Q1 là lỗ chảy ngập thì nó sẽ là delta H, đúng không? Trình mực nước trong hai bể.
Bài số 4. Nước từ một cái bình kín, mực nước không thay đổi này. Bình kín này thì áp suất trên mặt thoáng là P0 dư. Thì ở đây trên thành bình có một cái lỗ và một cái vòi.
đường kính D1 và D2 bằng nhau. Cột nước đến vòi và lỗ cũng giống nhau là H. Yêu cầu xác định áp suất P không dư. Khi mà biết chênh lưu lượng giữa vòi và lỗ là delta Q. Ở đây lỗ và vòi thì các cái tiêu chí như là cột nước, đường kính giống nhau. Như vậy là cái chênh lưu lượng ở đây chỉ là chênh về hệ số lưu lượng Mu. Thì rõ ràng là Mu của vòi này, Mu không vòi là lớn hơn Mu không của lỗ. Đúng không? Thì ta có delta Q ở đây chính là bằng Q của vòi tức là Q2 trừ đi Q lỗ là Q1. Và chúng ta viết cái biểu thức của Q. Đây có áp suất dư trên mặt thoáng thì phải cộng với lại P không dư trên gamma.
Thì dưới là bài số 4 nhé. Xong bài số 4 thì chúng ta ra để làm một chút. Tiếp tục. Xong.
tục nhé. Bài số 5. Bài số 5 này là cái bể của chúng ta, nó có hai ngăn. Một ngăn ở trên, một ngăn ở dưới. Đây cái chỗ này là cái giống như cái tấm ngăn giữa ngăn trên và ngăn dưới này. Thì giữa ngăn trên và ngăn dưới thì nó được thông với nhau bằng một cái lỗ đường kính D1. Còn ở ngăn dưới thì nó ra ngoài bằng một cái vòi đường kính D2. Bể này kín. Thế thì khi mà nước được đưa vào ngăn 1 với lưu lượng Q này, thì từ ngăn 1 nó chảy xuống ngăn 2 này, từ ngăn 2 chảy ra ngoài này. Thì ở chế độ ổn định thì người ta đo được hai cái cột nước, ngăn 1 là H1, cột nước ngăn 2 là H2, và đo được áp suất dư ở trên ngăn 1 là P1 dư, và yêu cầu xác định cái lưu lượng Q và áp suất P2 dư.
Này giải bài này thì tương tự như cái bài trên, đầu tiên là cái vấn đề về cân bằng lưu lượng. Vào ngăn 1 là Q, ra khỏi ngăn 1 là Q1. Vào ngăn 2 là Q1, ra khỏi ngăn 2 là Q2. Vậy thì ba cái Q này nó sẽ bằng nhau. Bây giờ viết biểu thức của Q1, Q2. Trước tiên là Q1 này. Ngăn trên, ngăn dưới sẽ là mu lỗ omega 1 căn 2g H1 cộng chênh áp suất ở trên và dưới, sẽ là P1 dư sẽ trừ đi P2 dư trên gamma. À, còn ngăn 2 này, Q2 sẽ là mu vòi omega 2 căn 2g H2 cộng chênh áp suất ở trên và dưới là P2 dư trừ đi áp suất dư bên ngoài này, nó là bằng 0 nên sẽ là P2 dư trên gamma thôi. Để giải cái phương trình cân bằng Q1 bằng Q2 thì ta sẽ tìm ra được P2 dư. Sau khi tìm được P2 dư thì sẽ tính được ra Q.
Tiếp theo bài số 6 là yêu cầu thiết lập công thức tính lưu lượng qua đập tràn thành mẫu của hình tam giác cân với góc ở đáy là theta.
với cái bài chảy qua cái đập tràn này, đập tràn thành máu là công cụ để người ta đo lưu lượng thí nghiệm. Nói về đập tràn thì một cách tổng quát thì nó là một cái vật chắn nước mà để cho nước nó chảy qua thì được gọi là đập tràn thôi. Vật chắn nước để cho nước chảy qua này. Và đập tràn là một cái hạng mục công trình không thể thiếu được trong cái đầu mối công trình thủy lợi. Công trình thủy lợi thì nó là một cái hồ đập, tức là một, người ta đắp đập để tạo hồ chứa, có thể là để phục vụ nhiều cái một hoặc nhiều mục tiêu khác nhau. Phát điện, phòng chống lũ, cấp nước, vân vân. Thế thì đã có cái công trình để dâng nước nó lên đấy, thì phải có công trình để tràn nước. Tại sao phải có công trình tràn nước? Nhưng mà hình dung là ở đây khi mà mưa nhiều, nước nó về nhiều, thì cái hồ đấy nó đầy rồi thì bắt buộc nó phải tràn đi. Cái đập tràn luôn luôn là phải có. Thực ra này, cái công trình để tháo nước thì không chỉ có mỗi cái đập tràn, nó có nhiều kiểu công trình để tháo nước. Có thể tháo bằng đập tràn là cái phổ biến nhất này, có thể là cống tháo sâu này, có thể là siphon để tháo này, hoặc thậm chí là dùng giếng để tháo. Tuy nhiên đập tràn này nó phổ biến. Tại sao nó lại phổ biến? Vì là lý do nó dễ thiết kế, dễ thi công, giá thành thì phù hợp. Còn cái đập tràn thành mỏng này là cái đập tràn này thì người ta chỉ để làm mục đích đo lưu lượng thí nghiệm. Tại sao đập tràn thành mỏng lại không thể dùng được trong công trình? Thì chúng ta thấy rằng là một cái tường mỏng như kia, như cái đập tràn thành mỏng ấy, một cái tường mỏng vậy thì nếu như để mình chắn nước thì nó không thể đảm bảo được yếu tố về mặt ổn định và độ bền của nó được, sập ngay đúng không? Và cái đập tràn nó phải to chứ không thể nào bé tí thì được. Thì cái đập tràn thành mỏng này đo lưu lượng thí nghiệm. Vậy thì cái công thức để tính toán lưu lượng qua đập tràn thành mỏng là như thế nào? Thì người ta sẽ coi cái dòng chảy qua đập tràn thành mỏng là giống như dòng chảy qua lỗ to thôi. Và lỗ to tính toán thì nguyên tắc là chia nhỏ lỗ đó thành các dải nằm ngang. Đây một cái dải nằm ngang bất kỳ này, có độ sâu là Z, chiều cao là DZ này. Thì lưu lượng nguyên tố qua cái lỗ có diện tích nguyên tố đấy, nên là
DQ bằng Q nhân D omega nhân căn 2GZ. D omega ở đây tức là cái lỗ này, một cái dải đâm ngang này. Mặc dù nó là hình thang nhưng là người ta với chiều cao DZ nguyên tố rất nhỏ thì người ta luôn luôn sẽ tính về hình chữ nhật. Sẽ bằng BZ nhân DZ đúng không? Cái diện tích của nó. Trong đó BZ bề rộng của lỗ này sẽ theo cái công thức của tam giác vuông sẽ bằng 2 lần H trừ Z tăng delta trên 2. Đây cái đoạn này sẽ là H trừ Z tức là cái đoạn này nhân tăng của delta trên 2 là ra cái đoạn nằm ngang này đúng không? Sau khi thiết lập được cái biểu thức của DQ rồi thì tính Q thì bằng cách tích phân, sau đó Z sẽ chạy từ 0 đến H.
Bài số 7. Bài số 7 này là có hai bẻ A và B ra thông với nhau bằng một cái lỗ đường kính D. Dưới đáy của hai bẻ thì cũng có hai cái vòi có đường kính là D. Giờ khi cấp vào bẻ A một cái lưu lượng là Q0 thì nước nó sẽ chảy ra ngoài qua cái vòi này, rồi thì chảy sang bể B qua cái lỗ kia, từ bể B lại chảy qua vòi ra ngoài ở chế độ chảy ổn định khi mực nước trong hai bể không thay đổi. Người ta yêu cầu xác định lưu lượng qua mỗi vòi, tức là hai cái vòi ở đấy đấy. Câu hỏi thứ hai là xác định đường kính của vòi bên trái, tức là cái ngăn A đấy, phải thay đổi như thế nào để cho lưu lượng qua hai vòi bằng nhau, cho biết dòng chảy qua lỗ và vòi là co hẹp hoàn thiện.
Đây, giải bài này. Đầu tiên ta sẽ gọi H1, H2 là cái cột nước tính từ mặt thoáng của ngăn A và ngăn B đến đầu ra của hai vòi ở đáy bể này. Các cái lưu lượng Q này, Q1 qua vòi ở ngăn A, Q2 là qua vòi ngăn B và Q3 là qua cái lỗ. Vậy thì mối quan hệ giữa ba cái lưu lượng, bốn cái lưu lượng sẽ là Q0 bằng Q1 cộng Q2 và Q2 bằng Q3. Tiếp theo là chúng ta đi viết biểu thức của Q1, Q2, Q3. Q1, Q2 là qua vòi chảy tự do này, còn Q3 là qua lỗ chảy ngầm. Sau khi viết được biểu thức rồi thì chúng ta đi giải nghệ phương trình. Đầu tiên là giải cái phương trình Q2 và Q3. Khi gán được Q2 và Q3 thì ta sẽ được cái mối quan hệ giữa H1 và H2 như này. Sau khi viết được mối quan hệ H1 và H2 thì có thể dùng cái phương pháp thế.
để mà giải tìm ra H1 hoặc H2 hoặc nhanh hơn thì chúng ta có thể bằng cách lấy cái tỷ số Q1 trên Q2 thì nó chính là bằng căn của H1 trên H2 là chúng ta đã tìm được đây. Như vậy sẽ tìm được ra Q1 và Q2 mà không cần phải đi giải H1 và H2 nữa. Có đi bao vậy? Không. Vâng. Nhà thật không quay đâu.
Còn câu hỏi thứ hai, để lưu lượng qua hai vòi bằng nhau này. Lưu lượng qua hai vòi bằng nhau thì chứng tỏ là lưu lượng qua, chúng ta vẫn có cái Q2 và Q3. Như vậy là lưu lượng qua lỗ và vòi đều bằng nhau. Vậy thì chúng ta vẫn có được cái mối quan hệ giữa H1 và H2 như bên trên. Vậy thì bây giờ tỉ số Q1 trên Q2 sẽ là D1 bình trên D bình căn H1 trên căn H2 đúng không? Mà cái này phải bằng 1 để cho hai vòi bằng nhau. Thì chúng ta sẽ tìm được biểu thức của cái D1. Người ta gọi cái đường kính vòi bên trái khi thay đổi nó là D1. Đúng không ạ? Cô sang bài số 8 nhé. Bài số 8 này là một cái vòi đặc biệt. Nước từ A sang B chảy qua một cái vòi bao gồm một cái vòi lượn cong thu hẹp có đường kính mặt cắt xa là D1 này. Hệ số tổn thất là C. Cái vòi này được nối với một đoạn ống loe hình nón cột với đường kính vào thì đương nhiên vẫn là D1 và đường kính ra sẽ là D2. Ông nội gọi thì tổn thất trên đoạn ống loe sẽ bằng H loe này là bằng cờ si loe nhân với V1 trừ V2 bình trên 2G. Trong đó V1 là vận tốc ứng với đường kính D1, V2 là vận tốc ứng với đường kính D2 và nó nối với nhau bằng một khe giữa cái vòi lượn cong ấy với cái ống loe này, nối nó không kín, có một cái khe hở. Tuy nhiên là khe hở này người ta giả thiết rằng nó đủ nhỏ để nước không chảy ra ngoài và không khí thì cũng không bị hút vào trong vòi. Cầu xác định của nước H2 khi biết H1 và cho biết áp suất tại khe hở sẽ là áp suất khí quyển.
Cái giải về này, đây là một game vòi, không phải vòi Venturi nữa. Mấy giờ con? Venturi không phải vòi nữa. Thì chúng ta sẽ không sử dụng cái công thức của vòi như bình thường, và bây giờ phải quay ngược lại là cái phương trình Mercury đó. Đây ta sẽ dùng phương trình Mercury cho chính hai mặt thoáng của hai bể này. Mặt chuẩn thì nằm ngang đi qua tâm cái vòi bên dưới. Nên mặt cắt một cao độ sẽ là H1, áp suất dư bằng 0, vận tốc 0. Mặt cắt hai cao độ là H2, áp suất dư bằng 0, vận tốc cũng bằng 0. Cộng với tổn bao gồm cái tổn thất cục bộ ở cái vòi lượng cong ấy là C nhân V1 bình trên 2G này, cộng với tổn thất trên đoạn ống loe. Người ta đã cho công thức rồi, đúng không? G loe nhân V1 trừ V2 bình trên R, và cộng với tổn thất cửa ra hay là tổn thất đột mở chính là V2 trừ 0 nhân bình trên R. Từ đây chúng ta sẽ ra được biểu thức của H2. Tuy nhiên là trong cái biểu thức này thì cả V1 và V2 chúng ta đều chưa biết. Nếu theo phương trình liên tục thì ta sẽ biểu diễn được V1 qua V2 chứ, hoặc V2 qua V1. Như vậy là vẫn phải tìm một cái vận tốc thì mới biết được. Vậy thì phải tìm được cái vận tốc V1 hoặc V2. Muốn tìm được vận tốc, ở đây ta sẽ tìm vận tốc V1. Thì bằng cách là viết phương trình Mercury cho mặt cắt 1 và 3. Trong đó cái mặt cắt 3 là cái mặt cắt đi qua khe hở này. Thì sao lại cắt đi qua khe hở? Cái lý do là khe hở người ta giả thiết rằng là cái áp suất tại khe hở là áp suất khí quyển. Như vậy là tại khe hở này chỉ có vận tốc mà chúng ta không biết thôi. Do vậy là có thể dùng phương trình Mercury cho mặt cắt 1 và 3 thì chúng ta sẽ tìm ra cái vận tốc V1 đấy. Thì thay vào là sẽ tìm được, không tìm được vận tốc V1 thì sẽ tìm được cái cột nước H2 thôi.
Thì đó là các cái bài tập ở chương dòng chảy qua lỗ vòi này. Chúng ta còn một buổi ở thứ tư tuần sau nữa đúng đâu hết rồi, không thấy hôm Vâng, nào. vâng ạ. Thứ tư tuần sau thì tiết mấy nhỉ? Tiết 1 thì tiết 4 nhỉ? Tiết 4 á. Rồi cứ vậy thì học bình thường nhá. Vâng ạ. Rồi lớp này nhá. Em chào thầy ạ. Chào mừng lớp. Vâng ạ, em chào thầy ạ.